Thời gian gần đây, có một câu chuyện đang gây sốt trên mạng xã hội. Đó là câu chuyện về một cô chó tên là Lucky. Được biết, cô chó Lucky bán vé số giúp cho chủ của mình. Theo như thông tin từ admin khám phá bí ẩn, thì được biết, cô chó mực này có tên là Lucky và người chủ bị khuyết tật của mình cùng đi bán vé số dạo ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Người đàn ông này xưng hô với cô chó là cha với con. Hằng ngày, cô chó này cùng người đàn ông rong ruổi trong những con chợ ở Sa Đéc để bán từng tấm vé số. Cô chó mực này rất khôn ngoan, biết ngậm vé số đi mời khách và biết ngậm tiền đem về cho chủ của mình. Được biết, người đàn ông này xem cô chó như con ruột của mình, xưng hô với nó rất thân mật là cha với con. Theo như người đàn ông này chia sẻ, cô chó như người bạn tri kỷ gắn bó với ông trong cuộc sống mưu sinh thường ngày. Từ khi Lucky được 7-8 tháng tuổi, là người đàn ông này đã tập cho cô chó này ngậm đồ đạc. Cô chó có thể giúp ông việc xách đồ nhẹ. Hằng ngày, ông chuẩn bị đồ đi bán vé số thì Lucky chạy theo, miệng ngậm bịch ni lông chứa vé số. Khi có khách mua, ông ra hiệu và Lucky thả bịch vé số đang ngậm ở miệng ra. Khi khách đưa tiền, cô chó Lucky liền ngậm lấy và chạy lại đưa cho chủ của mình. Mỗi ngày, nó bán được khoảng 500 tờ vé số. Tôi và nó lội đi bán từ 4-5 cây số, người đàn ông này chia sẻ. Người đàn ông này chia sẻ với chúng tôi rằng, ông ăn gì thì cô chó Lucky cũng ăn phần tương tự. Khi vé số bán được nhiều, bữa ăn của cô chó Lucky cũng được cải thiện hơn. Sáng Lucky được uống sữa, trưa thì Lucky được ăn thịt. Tối về, ông và cô chó Lucky lại cùng ngủ trong căn phòng trọ nhỏ của mình. Thế mới thấy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, những cô chó cưng cũng sẽ không bao giờ bỏ chủ của mình mà đi. Và khi chủ nhân của chúng gặp chuyện không may, thì chúng sẽ buồn bã đau đớn chẳng kém gì người thân của họ. Bạn suy nghĩ gì về lòng trung thành cũng như tình cảm mà những chú chó cô chó dành cho chủ nhân của mình? Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện về cô chó Lucky đi bán vé số giúp chủ của mình đã nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, nhận về 89.000 lượt thích và 10.000 bình luận cùng hơn 500.000 lượt chia sẻ. Nhiều người tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh của cô chó và người đàn ông. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.